Xin chào các bạn. Nào mình tiếp tục câu cá nha. Today we continue the fishing journey. Nay mình kiếm tiền với lại kinh nghiệm nha. Các bạn. Tiền với lại tích lũy thêm kinh nghiệm câu cá nha. Today we get money and SP currency. On money and get currency at Y Hàm Lắc. Y Mô Xê Lắc. Here we go. Here we go. Chỗ mà còn kéo đường con sáng trầm luôn. Buổi trưa 12 giờ mấy 10:30 phút nha các bạn. Nhìn thấy nắng chiếu chói chang đẹp không? Nó quá đã. Thì
tuyệt vời luôn. Đừng mà chào ra chim nọ chỗ tôi câu cá không nữa. Chào vô duyên. Oh, hello, hello. À, cặp sao mốt luôn cả. Ghê à. Trophy luôn nha. Được cái chiếc xuồng đó các bạn, xuồng câu rồi đó, đẹp không? À, đó đã nha, 22.000 đô. Dàn cần của mình mà dàn mới không á, mà cái cấp mình thấp quá, mà không mua được cần lớn, chắc mình phải đi câu để kiếm ít bi như quá. Chứ mau lên cấp, câu kiếm tiền thì mình đã có tiền rồi. Chuyển qua mình câu mấy con cá lắc chóp rồi đó. Không có nhiều XP.
Nhạy quá các bạn ơi, cá ăn nhiều mình vui quá, đời luôn vui quá rồi. Đời diễn đẹp sao, tình yêu diễn đẹp sao. Đó, lên đi. Nào. Oh yeah.
Dạ, thì tôi chiếu. Thank you.
cũng vậy nữa hả? Đúng quá. Chạy nữa hả? Đúng mẹ. Đúng có được. Vì tim của anh em ơi. Ngồi mà. Chạy sảy mấy con rồi. Giờ này mấy cố gắng. Sảy nữa. Sảy hả mày? Đã thiệt. Chín ký mà lo thì cần lên trước thôi. Vậy có 6 ký bạc, 7 ký bạc à? Lên em ơi. Sao cái máy? Chà. Hôm trước nó tới 9 đi. Kéo vô tao cũng biết sao luôn á. Sao đi, sao đi, sao đi. Sao đi, sao đi, sao đi, sao đi, sao đi. Xe không? Ok. Ok. Xe không?
2 giờ rồi, 2 giờ rồi con. Kỳ ta muốn ăn sò nhưng có cái mấy xanh bắt sò mà nó được mẹ ba sò rồi còn 2 con nữa. Đợi cho nó xuống dưới đáy mà trời ơi, nước ao chìm xuống dưới đáy rồi mình mới bắt được mấy con sò đó nha.
xíu trời. Mẹ.
đã câu quay lại bến này nữa, khác câu không có. Here we go. Khá buồn tẻ.